Cô chào các em. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách cánh diều. Hôm nay, chúng ta sẽ học phần luyện tập tổng hợp, chủ điểm gia đình. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 82. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với một số ký hiệu sau. Đây là ký hiệu đọc. Khi gặp ký hiệu này, có nghĩa là bài học yêu cầu chúng ta đọc bài. Đây là ký hiệu góc sáng tạo. Đây là ký hiệu viết. Khi gặp ký hiệu này, có nghĩa là bài học yêu cầu chúng ta viết bài. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Các em hãy lật sang trang 83. Ở đây có ký hiệu đọc. Bài học yêu cầu chúng ta đọc trên bài đọc có tựa đề là chuột con đáng yêu. Lưu ý, khi đọc chúng ta phải hiểu các từ ngữ trong bài. Nghỉ hơi sau dấu câu. Dấu chấm chúng ta sẽ nghỉ hơi dài hơn dấu phẩy. Bây giờ, các em hãy nghe cô đọc mẫu bài nhé. Chuột con đáng yêu. Chú chuột nọ bé nhất lớp nên thường bị bạn trêu. Một hôm, chuột phụng phiểu nói với mẹ. Ở trường, các bạn gọi con là tí teo. Con chả đi học nữa. Ngừng một lát, chú thở dài, nói thêm. Ước gì con to như bản voi. Chuột mẹ dịu dàng. Họ nhà ta ai cũng bé nhỏ. Con ạ. À, nếu con to như voi, thì làm sao mẹ bế được con? Chuột con nghe vậy, hiểu ra ngay. Nó dụi đầu vào lòng mẹ. Nói vậy thì con thích là chục con bé nhỏ của mẹ hơn các em đã nghe cô đọc mẫu bài xong rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm xem bài đọc này có tất cả bao nhiêu câu nhé các em hãy bấm dừng video lại và đếm cho cô nào Các em đã đếm xong chưa? Cho cô biết bài đọc chuột con đáng yêu có tất cả bao nhiêu câu? À, cô đếm được, bài đọc có tất cả 12 câu. Bây giờ cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ nhé. Các em à, các em hãy bấm dừng video lại, luyện đọc từng câu trong bài đọc này. Rồi sau đó, chia bài đọc thành hai đoạn. Đoạn 1 là 6 câu đầu, đoạn 2 là 6 câu cuối. Luyện đọc từng đoạn, rồi sau đó đọc lại cả bài cho cô nhé. Khi đọc, nếu gặp từ ngữ nào khó, các em có thể đánh vần nhẫm, rồi đọc trên lại. Các em nhớ nghỉ hơi sau các dấu câu nhé bây giờ các em hãy bấm dừng lại và luyện đọc bài cho câu nào khi nào đọc xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp nhé các em đã luyện đọc xong chưa bây giờ Chúng ta sẽ học phần tiếp theo nhé. Các em hãy lật sang trang 84. Mục 1. Nói tiếp ý còn thiếu để hoàn thành sơ đồ tóm tắt truyện. Đây là sơ đồ tóm tắt câu chuyện Chuột con đáng yêu mà chúng ta vừa học. Sơ đồ này chưa hoàn chỉnh, còn thiếu từ ngữ. Nhiệm vụ của chúng ta là điền các từ ngữ thích hợp vào các ý còn thiếu này để hoàn thành sơ đồ tóm tắt truyện nhé. Ý 1. Chuột con bé tí teo, thường bị bạn trêu. Ý 2. Nó ước. Ba chấm. Các em hãy nhìn câu số 6 của bài đọc. Đó là câu nói của chuột con. Ước gì con to như bạn voi. Vậy cô sẽ điền vào chỗ trống của ý hai này các từ ngữ thích hợp. Đó là to như bạn voi. Vậy ý hai là nó ước to như bạn voi. Ý ba Mẹ nó bảo nếu con to như voi. Ba chấm Các em hãy nhìn câu số 9 trong bài đọc chuột con đáng yêu đó là câu nói của chuột mẹ nếu con to như voi thì làm sao mẹ bế được con vậy cô sẽ điền vào chỗ trống của ý ba này các từ ngữ thích hợp đó là thì làm sao mẹ bế được con vậy ý ba là mẹ nó bảo nếu con to như voi thì làm sao mẹ bế được con ý 4. Nó hiểu ra, vui vẻ làm chuột con để ba chấm. Kem hãy nhìn câu số 11 và 12 trong bài đọc Chuột con đáng yêu. Nó dụi đầu vào lòng mẹ, nói: "Vậy thì con thích là chuột con bé nhỏ của mẹ hơn." Như vậy, khi nghe chuột mẹ nói Chú con muốn được bé nhỏ để được mẹ bế. Vì vậy, cô sẽ điền vào chỗ trống của ý 4 này các từ ngữ thích hợp. Đó là được mẹ bế. Vậy ý 4 sẽ là Nó hiểu ra, vui vẻ làm chuột con để được mẹ bế. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang mục số 2. Ở mục này yêu cầu các em trả lời câu hỏi Chuột con có gì đáng yêu? Đọc hoặc kể cho người thân nghe câu chuyện em vừa học Kè mà, qua câu chuyện vừa học Chúng ta thấy chuột con rất đáng yêu đúng không nào? Chuột con đáng yêu vì nó bé nhỏ Trông rất dễ thương Nó rất ngây thơ Muốn được to như voi để không bị bạn bè trêu nữa. Nhưng vì yêu mẹ, nó không muốn làm voi mà vui vẻ làm chuột con để được mẹ bế. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đây là ký hiệu viết. Mục 1. Tập chép Ở phần này yêu cầu các em tập chép lại bài đồng giao, có tựa đề là con mèo mà trèo cây cau bây giờ các em hãy nghe cô đọc bài đồng dao này nhé con mèo mà trèo cây cau con mèo mà trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà chú chuột đi chợ đường xa mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo. Các em mà, bài đọc này ý muốn nói rằng mèo không hỏi thăm chuột đâu mà sục sạo tìm bắt chuột để ăn thịt vì mèo vốn là kẻ thù của họ nhà chuột đấy. Bây giờ các em hãy bấm dừng video lại, lấy vở tập viết ra và chép lại bài đồng dao con mèo mà trèo cây cao này vào vỡ cho câu nào. Khi chép bài, các em nhớ viết hoa chữ cái đầu câu nhé. Khi nào chép xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp nhé. Các em đã chép bài xong chưa? Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang mục số 2. Chữ nào hợp với chỗ trống? Ngờ đơn hay ngờ ghép? Các em nghe cô nhắc lại quy tắc chính tả của chữ ngờ đơn và ngờ ghép nhé. Nếu phía sau nó là chữ E, Ê, e, Y ngắn, thì chúng ta sẽ điền chữ ngờ ghép. Ngược lại, nếu không phải là E, Ê, e, Y ngắn, thì chúng ta sẽ điền chữ ngờ đơn. Cô ví dụ, ở đây cô sẽ điền chữ ngờ đơn. Cô sẽ được từ ngữ là ngừng một lát. Bây giờ, các em hãy bấm dừng lại, điền chữ ngờ đơn hoặc chữ ngờ ghép vào hai ô trống còn lại chỗ cô nào. Các em đã điền xong chưa? Ở ô trống này, cô sẽ điền chữ ngờ ghép. Cô được từ nghe vậy. Ở ô trống này, cô điền chữ ngờ đơn. Cô được từ hiểu ra ngay. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang một số 3 nhé. Em chọn vần nào? Ôn hay út? Ương hay ước? cô ví dụ. Ở tranh số 1, có nội dung là chuột con đến trường. Vậy cô sẽ điền văn ương vào ô trống này. Tương tự như vậy, các em hãy bấm dừng lại và điền văn thích hợp vào các ô trống còn lại cho cô nào. Các em đã điền xong chưa? Các em hãy xem cô sửa bài nhé. Tranh số 2. Cô sẽ điền văn út vào ô trống này. Cô được nội dung là Các bạn gọi chuột là tí teo. Tranh số 3. Cô sẽ điền văn ước vào ô trống này. Cô được nội dung là Chuột ước được to như voi. Tranh số 4 Cô sẽ điền văn ôn vào ô này. Cô được nội dung là Vì yêu mẹ, nó vẫn muốn làm chuột. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ học phần tiếp theo vào video sau nhé. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích, hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé xin chào và hẹn gặp lại